chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái uh, thông tin liên quan tới bitcoin đi thì các bạn thấy được là chúng ta uh, nhìn vào cái tài liệu mà nhiều bạn cũng đã chia sẻ trên mạng ngày hôm qua mà nhiều bạn muốn thường nói tới đó chính là tài liệu liên quan tới uh, mark Zuckerberg. Thì uh, Mark Zuckerberg có nuôi hai cái con lừa Một con tên là Mark, một con tên là Bitcoin Thì như bạn có biết là Mark Zuckerberg đó chính là CEO của công ty Facebook Và người đã sáng tạo ra công ty uh, Facebook Thì bây giờ đó, đương nhiên là một trong những cái tin đồn Là có phải là công ty Facebook là đang lưu trữ Bitcoin hay là không Và sắp sửa thông báo hay không Tại vì các bạn cũng đang nhớ là trước khi mà công ty Tesla thông báo là đi mua Bitcoin đó Thì Elon Musk cũng đã có một số những cái chia sẻ trên mạng mà không rõ ràng giống như là đổi cái tên đại diện thành hashtag Bitcoin các bạn cũng nên nhớ thì có phải đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy được là Mark bước muốn cho mọi người biết là Bitcoin sẽ có mặt ở trong cái ngân sách của công ty Facebook hay là không thì các mà nói là chúng ta cũng không cần phải đón mò nhiều quá tại vì hai tuần nữa thôi thì công ty Facebook sẽ thông báo thu nhập thì lúc đó chúng ta sẽ biết được là công ty Facebook trong cái quý 1 mới đây có đi thu Bitcoin hay là không Chúng ta sẽ biết trong ngày đó Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi mà thôi Bây giờ tất cả chỉ là tin đồn Không có tin nào xác thực là công ty Facebook lưu trữ Bitcoin hết Điều kế tiếp Thượng muốn chia sẻ với các bạn đó Đó chính là cái thông tin mà Thượng muốn chia sẻ sáng này liên quan tới là lạm phát Thì các bạn thấy được là thị trường đó thì đi xuống khá mạnh hồi sáng này Các bạn thấy là những cái thị trường chứng khoán Nhất là những chỉ số như là chỉ số Dow, à, chỉ số Nasdaq và chỉ số S&P các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào chỉ số của Hoa Kỳ đi thì hôm nay đã đi xuống khá là nhiều. Chỉ số Dow cho xuống tới là hơn 600 điểm, gần như là 700 điểm. Và các bạn thấy được là chỉ số Nasdaq xuống 2,67%. Thì tại sao lại đi xuống như vậy trong khi mà ngày hôm qua lại mới tăng? Thì là một lần nữa chúng ta nhận được cái thông tin liên quan đến là thống kê tháng 4 phần trăm lạm phát ra sao thì các bạn thấy được là phần trăm lạm phát đã cao hơn nhiều người suy nghĩ mọi người thì nghĩ là phần trăm lạm phát là khoảng 3,6 phần trăm mà thôi nhất là những cái chuyên gia phân tích thì nghĩ là phần trăm lạm phát đó có thể lên tới 3,6 phần trăm mà thôi nhưng mà bây giờ đã lên tới 4,2 phần trăm à, cho năm nay đây là một trong những sự tăng trưởng nhanh nhất từ năm 2008 thì các bạn thấy được là đây là cái sự lo ngại liên quan tới lạm phát mà chúng ta cũng đã nói tới đầu tư này thì đây thường chia sẻ với các bạn như bạn hỏi thường nên là lạm phát thì những tài sản phải tăng chứ tại sao lại giảm xuống thật ra mà nói đó chúng ta nói rõ hơn không phải là lạm phát khiến cho mọi người bán những tài sản tại vì trên căn bản nếu như mà lạm phát thì mọi người nên giữ tài sản chứ tại sao lại bán tài sản mà lại đi lưu trữ tiền mặt tại vì đương nhiên lạm phát các bạn lưu trữ tài sản nó sẽ tốt hơn nhưng mà cái mà nhiều người lo lắng bây giờ đó tuy là chưa có bất cứ một cái dẫn chứng nào liên quan tới chuyện nó sẽ xảy ra đó chính là lãi suất có thể tăng đương nhiên các bạn nên hiểu là cho tới ngày hôm nay Fed vẫn chưa có nói gì hết và đây chỉ là những cái mối lo ngại mà thôi tại vì nếu như mà Fed tăng lãi suất thì như là thường đã chia sẻ trước đây đó cái lãi suất tăng đó sẽ khiến cho cái nguồn tiền rẻ sẽ không còn nhiều nữa ảnh hưởng đến đầu tư ảnh hưởng đến cái nguồn tiền có thể dùng để mua những loại tài sản thậm chí có thể dẫn đến là những cái công ty không thể mượn nợ rẻ được ảnh hưởng đến là cái giá trị của công ty và liên quan đến việc xuất nhập khẩu đương nhiên cái phần trăm lãi suất tăng lên thì sẽ làm cho giá của đồng đô la tăng lên so với một số những cái tiền khác trên thế giới và đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến là thu nhập của những công ty khi mà họ bán đồ nước ngoài đem trở về nước hoa kỳ và đổi tiền nước ngoài thành đồng đô la nếu đồng đô la tăng lên thì đương nhiên là họ sẽ đổi được ít đồng đô la hơn làm ảnh hưởng tới cái con số thu nhập của họ và đương nhiên là nếu như đô la cao thì những công ty mà xuất khẩu ra khỏi nước thì sẽ gặp nhiều khó khăn tại vì đồng đô la đang lên tất cả những điều này đều liên quan tới lãi suất hết cho nên cái mà nhiều quan tâm bây giờ là phần trăm lãi suất và thông cảm thấy là bây giờ có thể là nhiều người cũng đã quá lo lắng rồi tại vì thường chưa thấy có bất cứ một dấu hiệu nào là Fed sẽ tăng lãi suất hết. Đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà ít ra điều này đó thì cũng đã kéo theo thị trường crypto đi xuống. Và sáng ngày hôm nay thức dậy đó, đây là thông tin lớn nhất dẫn đến là giá Bitcoin cũng đi xuống theo. Và mặc dù là có những thông tin tốt như là các bạn thấy là công ty MoneyGram Đây là một công ty mà các bạn cũng đã biết là chuyên nhận chuyển tiền xuyên quốc gia Thì công ty này đã có rất là nhiều những cái chi nhánh mà người ta có thể tới đó được Thì bây giờ những chi nhánh này đã, đã có dịch vụ hỗ trợ những khách hàng mua Bitcoin bằng tiền mặt hay là thậm chí là rút Bitcoin cho nên các bạn thấy được là Bitcoin đã trở thành một phần của rất nhiều công ty bây giờ rồi. Công ty Tesla chỉ là một trong những công ty đó mà thôi điều kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn và bây giờ đó nhìn vào cái thị trường future ngày mai đó thì các bạn thấy được cổ phiếu lại tăng trở lại chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi cái việc liên quan tới lo sợ phần trăm lãi suất tăng cũng không phải là cái thông tin mới các bạn thấy được là lâu lâu thị trường lại nổi cơn lên thì mọi người lại lo lắng cũng như vậy mà thôi chúng ta hãy chờ đợi có thêm thông tin thùng sẽ chia sẻ với các bạn còn về thông tin kế tiếp đó, đó chính là thông tin liên quan tới là một cái công ty đầu tư ở Swiss như là công ty đầu tư Thụy Sĩ đó tổng cộng là quản lý 2,6 nghìn tỷ đô la thì công ty này đó là công ty UBS Group AG bây giờ công ty này đó đang chuẩn bị có một cái dịch vụ để mà hỗ trợ những khách hàng của mình có thể mua bán Bitcoin đây là cái thông tin tốt liên quan tới Bitcoin nhưng mà các bạn thấy được là thông tin MoneyGram À, cho dù có tốt đi nữa, thông tin có tốt đi nữa, nhưng mà nếu như mà chúng ta thấy là chứng khoán đi xuống, thì bây giờ sẽ ảnh hưởng ngắn hạn là Bitcoin không đi xuống theo. Chúng ta hãy xem cái tình hình kế tiếp là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới cái thông tin mà gây ra nhiều cái sự tranh cãi ngày hôm nay là điều này đúng hay là sai. Thường sẽ không nói tới đúng hay là sai, thường chỉ nói tới chuyện gì đang xảy ra để các bạn có thể tự đưa ra kết luận cho bản thân mình mà thôi. Các bạn cũng đã biết là gần đây đó cái meme coin những cái đồng mà sinh ra để mà đùa giỡn với mọi người, những đồng liên quan tới chó mèo vân vân thì đang rất là nổi và các bạn thấy được là thậm chí có thể lên được cả sàn Binance đó chính là đồng Shiba Inu. thì chúng ta có nói tới trong cái video ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là chúng ta đã thấy À, có một số hiện tượng đó chính là rất nhiều đồng này được bán bởi và thaler Buterin và các bạn có thể biết là và thaler Buterin đó chính là người đồng sáng lập ra đồng Ethereum thì tại sao lại có hiện tượng này như tôi thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua đó thì một số những cái đồng khi mà tạo ra đó thì họ gửi một số lượng lớn cái token đó đến cho và thaler Buterin tại sao họ lại gửi đến đó gửi đến đó để cho có một cơ hội nào đó và tha Lịch sẽ pr cho họ hay là họ có suy nghĩ là và tha Lịch có thể dùng cái tiền đó để làm cái gì đó thì sẽ tốt cho cái sự phát triển của đồng của họ cho nên rất nhiều những cái token không phải là chỉ riêng là cb inu mà rất nhiều những token khi mà họ tạo ra đó là không có giá trị thì họ gửi một số đồng đó cho một người nào mà có cái sự ảnh hưởng nó hy vọng là người đó nói tới đồng của mình thì cũng đơn giản như vậy thôi nhưng mà các bạn thấy được đó là thường và tha lực cũng chẳng quan tâm tới những đồng này nhưng mà lần này thì không lần này và thì lại lấy rất nhiều đồng này và bán đi và đây là tình hình của ngày hôm nay các bạn thấy được là tổng cộng hình như là hơn phân nửa đồng Shiba Inu đã được gửi đến cho bà Thalid thì hồi sáng này đã bắt đầu có thông tin là bà Thalid đã có một số cái sự di chuyển và thật ra cái đồng mà gửi tới cho bà Thalid đó chính là cây token cung cấp tính thanh thoảng cho Shiba Inu uh, ở trên Uniswap và theo Thuận biết đó, thì có rất nhiều đồng này đã bị Swap bởi và thật Buterin uh, khiến cho là giá những đồng này đi xuống rất là mạnh các bạn thấy được là những đồng như là Shiba Inu uh, thì cho tới bây giờ đó là xuống 29,94% nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta thấy là giá cả đã đi xuống hồi sáng này tới 50% lận chúng ta nhìn vào đồng Akira Inu đi thì đồng này các bạn thấy được là đã xuống 40% hồi sáng này đó. Nhưng mà đây là các bạn thấy được tính theo cái lúc mà giá reset lại. Chứ còn các bạn thấy được là cái giá cao đó của đồng này đến 0.0002 và bây giờ các bạn thấy là chỉ còn có 0. À, 0.0008 mà thôi Đi xuống rất là nhiều rồi chứ không qua đây chỉ xuống 40% Và chúng ta nhìn vào đồng Doslon Mars là một trong những đồng mà cũng đã bị bán bởi và tha lực Thì các bạn thấy được là đồng này đã đi xuống có thể nói là cực kỳ nhiều 70% và thậm chí chúng ta nhìn kỹ lại đó đã xuống hơn 7% Đồng này cái tên và tiếng đồng hồ đã xuống hầu như là trở về con số 0 Các bạn thấy được đồng này à, đã xuống tới cái mức là 0,000 0018 và những đồng này đó thì ngoại trừ đồng Shiba Inu ra là các bạn có thể mua được ở một số những cái sàn lớn những đồng khác đó như là Akira Inu và đồng uh, Dawson Mars này phần lớn đó mọi người chỉ giao dịch qua những sàn phi tập trung mà thôi cho nên tính thanh khoản cũng không có cao cho nên khi mà bị bán đó thì giá cả sẽ đi xuống rất là mạnh tại vì tính thanh khoản không có cao và các bạn thấy được đó đây là cái uh, tình hình đã xảy ra ngày hôm nay và sau khi mà bà lực bán cái số lượng đồng meme coin này đó được gửi tặng cho bà lực thì bà uh, lực đã gửi tặng rất nhiều tiền cho những cái nơi tư thiện các bạn thấy được là và tha lực gần đây đã quyên góp rất nhiều tiền có thể nói là quyên góp lên tới là một tỷ đô la cho cái sự kiện ở Ấn Độ liên quan dịch bệnh bây giờ là quyên góp thêm các bạn thấy được là rất nhiều những đồng như là 13.295 đồng ether đã được gửi tới cho Givewell well à, 1.000 đồng ether cộng với lại tất cả đồng Elon token À, được gửi tới cho cái nơi từ thiện này hay là các bạn thấy được là đồng Akira Inu thì gửi tới cho Gitcoin Community vân vân có thể nói là hồi sáng này khi mà chuyện này xảy ra đó thì rất nhiều người phẫn nộ tại vì đương nhiên đây là một đồng mà cũng có nhiều bạn lưu trữ và bây giờ và bà Tha Lực lại xả những đồng này thì người nói là bà Tha Lực làm gì có đúng hay là sai và thật làm như vậy đó thì cũng không đúng tại vì những đồng này được gửi tới tặng cho bà Tha Lực nhưng mà các bạn nên nhớ là bà Tha Lực truyền đâu có QI gửi tới tặng cho mình và các bạn thấy được là những cái đồng token liên quan tới à, cái những cái token meme chó này đó đã khiến cho cái mạng lưới của Ether bị tắt nghẽn trong vòng 2 3 ngày qua khiến cho cái phí giao dịch rất là cao cho nên bà Tha Lịch đã bán rất nhiều. Nhiều người nói là để giảm đi sự tắc nghẽn trên mạng lưới và khiến cho giá cả những đồng đi xuống rất là mạnh. Và ngay cả các bạn thấy được là đây là cái phần trích ra từ cái white paper của Shiba Inu thì cái white paper nói là họ đã gửi 50% của tất cả tổng số đồng cho Vatari Buterin à, và hy vọng là Vatari Buterin đừng có bán nếu như mà Vatari Buterin không bán thì đồng Shiba Inu này sẽ tiếp tục tăng trưởng và có thể là tiếp tục phát triển nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng đã không như là Shiba Inu mong đợi và tha lịch sau khi nhận được thì đã đâm rất nhiều những đồng này thường là là bà thì cũng chẳng quan tâm tới tại vì rất nhiều những cái dự án gửi tới miễn phí như thường đã chia sẻ với các bạn nhưng mà lần này lại khác lần này và tha lực đã quyết định là bán rất nhiều những cái đồng meme Coin này và quyên góp và thường nghĩ là tại vì và tha lực sau khi bán đó thì đã được rất nhiều người ủng hộ tại vì gần đây đã có khá nhiều người ngay cái comment ở dưới những video của thuận cũng thấy đã có khá nhiều người bất mãn về cái phong trào meme coin này à, tối ngày cứ nói về những cái đồng liên quan tới à, chó mèo hoài nhiều bạn thì cũng không thích thì thật sự mà nói là đó chỉ là phản ảnh chung của rất nhiều người trên mạng mà thôi cho nên khi mà bà thật được bán đó thì mới đầu mọi người quan hô tại giống như là bà thật được đã làm một cái gì điều đó mà họ muốn làm nhưng mà tại bà thật đã có sẵn cái số đồng này cho nên có thể bán đi dẫn đến cái giá cái như này sụp xuống và có thể là giải quyết được cái tình hình là mạng lưới tắc nghẽn trong cái thời gian này và thứ nhì nữa đó là sau đó thì lại nghe thông tin liên quan tới là bà thật được sẽ quyên góp rất nhiều tiền cho những quỹ từ thiện cho nên cái sự phẫn nộ liên quan tới bà thật bán dẫn đến nhiều người Uh, thua lỗ cũng đã giảm xuống Và đây là cái tình hình hồi sáng này Mà tôi nghĩ là thông tin lớn nhất Nhưng mà cuối cùng là cái thông tin liên quan Tới công ty Tesla và Bitcoin Cho nên uh, ngày hôm nay là một ngày Mà có thể nói là đầy drama Đầy những thông tin thú vị Mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong video Ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được Nhiều giá trị trong cái video này Các bạn nghĩ sao về những điều này Thì comment ở phía dưới và để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital. Các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn Binance, một sàn rất nổi tiếng, sàn Margin Bybit, một cái sàn margin cũng rất nổi tiếng. Các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1610 đô và gửi tiết kiệm lãi suất đến 15% và sàn ProBit, một sàn ở Hàn Quốc chúng ta cũng thường hay nói tới cũng như là sàn Lineax, một sàn cho các bạn có thể mua bán Coin trực tiếp bằng đồng Việt Nam Đây là hai sàn mà thường hay tài trợ những cái video kênh thuận Capital mà nhiều bạn cũng đã biết Sàn EMT, một sàn Margin có hỗ trợ Capitry Sàn FTX, sàn Binance US, đây là một sàn ở Hoa Kỳ cho những bạn nào mà muốn giao dịch altcoin Đây là một sự lựa chọn cho những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ cũng như là sàn Coinbase và ứng dụng BlockFi dùng lên đến có lãi Bây giờ các bạn có thể tiếp tục nhận được lãi suất đến từ gợi đồng Bitcoin, Ethereum vân vân và các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và đương nhiên ứng dụng crypto khoan, ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích video liệu on chain chúng ta thực hành sử dụng. Và tôi hy vọng là các bạn nhận đi nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.